Hôm nay em tổng hợp giới thiệu cho tất cả các bác là 3 mẫu check 750, 850 loại to và khủng cho tất cả các bác cùng săn. Đây, đây là những cái mẫu check rất là khủng. Ở đây có hai dòng từ thường. Một loại là của Joseph, một loại là của Lerzer. Còn đâu, hai cái đôi này là của Leobi này. Con này Leobi 850 BNC, cốc nhôm và côn 75, dây dẹt. Bi to, dày, khít nha các bác nhá. Đấy, Leobi BNC này tiếng của nó rất là hay. Và sáng và lẩy, cốc nhôm Leobi này. Hôm nay thì em giao cho khách hàng hai đôi này và giá chỉ có hơn 1 triệu một đôi thôi các bác nhé. Đây là check neo côn 75 dây dẹt của BNC. Và tiếp đến là phân tần này. Phân tần này là hàng nguyên hộp như thế này này. Và có mã là 860N. Đường bát này, đường bát này, đường check này. In là đường vào này. Và có mạch bảo vệ loa check nhé. Hai chở nhôm này. Hàng nguyên hộp nhìn đẹp lắm các bác ạ. Đây, mở hộp ra nó sẽ như thế này. Mã của nó là SH860N, hàng của công ty nhá. Full đôi các bác nhá. Mẫu full đơn thì cũng có mẫu giống như này, mà đây như này là full đôi này. Thì là chuyên dùng cho các cái dòng check như thế này này, to khủng thì dùng phân tần này. Và đây là một cặp check ZZN850. Từ 170 côn 75, nắp nhôm xoắn hình mùi khế. Nặng 5 cân một củ. Các dòng mà bích mỏng hơn thì có 4 cân một củ. Còn loại này là loại bích dày khủng. Loại này khủng lắm, chỉ dành cho những các bác nào mà thích chịu chơi và tiếng nó khỏe nó hay nhá. Đấy, cho nên là check ZZN850 nắp nhôm xoắn hình mùi khế nặng 5kg. Đấy, con này em nhấn mạnh luôn ở trong video nặng 5kg. Bích siêu dày luôn. Đấy. Thế còn đâu cái dòng LZ như này ấy, thì nó là hàng hãng, hàng công ty. Nó đắt ở cái thương hiệu. Và con này là nắp nhôm hình bông hoa. Dòng này có cả 450 và 750. Có model là 740-8. Và con loại này là cái cốc nhôm. Và cái nõi ở bên trong ấy thì là bằng kim loại đấy. Các cái dòng khác thì là nõi nhựa thôi. Con này là nõi kim loại còn đắt hơn cả check neo luôn. Đây là check của LZ. Từ 170-75. HG740-8. Đấy, hàng hãng và hàng thương hiệu nó khác hẳn hoàn toàn luôn. Nếu như anh em quan tâm đến các cái dòng check mà loại khủng để về đi quanh sự kiện đám cưới, hãy liên hệ trực tiếp cho em Tùng để đặt hàng. Nhận hàng các bác được kiểm tra thanh toán nhé. Đây là những mẫu rất là khủng các bác nhá.